Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 7 tại Hà Nội, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương. Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị đã nghe các đại biểu tham luận phát biểu ý kiến về triển khai thi hành nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thực hiện quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, công tác triển khai thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng, một số nội dung trọng tâm và việc chuẩn bị nguồn lực thi hành luật đường bộ, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luật bảo hiểm xã hội, luật thủ đô, công tác chuẩn bị, kết quả tổ chức triển khai thi hành và những khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những tồn tại hạn chế trong tổ chức triển khai các luật, nghị quyết, ban hành văn bản quy định chi tiết, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác triển khai, bảo đảm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Chính phủ xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện đồng bộ từ xây dựng, hoàn thiện thể chế đến tổ chức thi hành pháp luật. Xác định đầu tư cho công tác xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển, hoàn thiện thể chế để khơi thông, thúc đẩy các đột phá khác, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là về hạ tầng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 28 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến xem xét thông qua đối với hơn 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật, ban hành hơn 380 nghị định. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 90 quyết định quy phạm, các bộ đã ban hành các thông tư hướng dẫn có liên quan. Tại các kỳ họp, Quốc hội khóa 15 đã thông qua số lượng lớn luật, nghị quyết, trên 60 văn bản, trong đó có nhiều luật, nghị quyết quan trọng như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật các tổ chức tín dụng, luật đường bộ. Các nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố. Riêng tại kỳ họp thứ 7 mới đây, Quốc hội thông qua 11 luật, 2 nghị quyết quy phạm, 1 nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và 9 nghị quyết về điều hành kinh tế xã hội. Quốc hội, Chính phủ đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả, chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với những cải tiến đổi mới thiết thực trong công tác xây dựng pháp luật, tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn cản trở sự phát triển, nhất là trong lĩnh vực đất đai, hạ tầng, đầu tư, kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ, đồng hành của Quốc hội trong suốt quá trình xây dựng, thẩm tra, cho ý kiến, tiếp thu giải trình và thông qua các luật, nghị quyết, nhất là trong những giai đoạn khó khăn của phòng chống dịch, giai đoạn thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo Thủ tướng, việc xây dựng ban hành luật, nghị quyết đã khó, việc đưa các văn bản này đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng còn khó khăn hơn. Thực tế thời gian qua, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn chưa thực sự hiệu lực hiệu quả, chưa thực sự khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, nhất là liên quan tới các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Theo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 và nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 7 tại thủ đô Viêng Chăn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít đã trao huân chương tự do hạng 3 cho Đại sứ Lào Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. Ông là đại sứ nước ngoài tại Lào đầu tiên được trao tặng huân chương cao quý này của nhà nước Lào. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào chúc mừng Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác, hoan nghênh và đánh giá cao những hoạt động tích cực của Đại sứ đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Huân chương Isala hạng 3 nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trong gần 8 năm công tác tại Lào.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em biến đau thương thành nguồn động lực, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam không ngừng phồn vinh, thịnh vượng. Thưa quý vị, đoàn 20 học viên là các lãnh đạo nữ đến từ các lĩnh vực công và tư Việt Nam đã có chuyến học tập tại Australia của hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần 6 diễn ra từ ngày 12 tháng 7 đến 11 tháng 8. Đây là khóa học do Trung tâm Việt Úc phối hợp với Đại học Curtin Australia và Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo Nữ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện tại Việt Nam và thành phố Perth, Australia. Sau hai giai đoạn tập huấn nền tảng đầu tiên ở Hà Nội và Bình Định, Việt Nam, khóa học Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần 6 đưa học viên tới 4 thành phố lớn của Australia là Sydney, Canberra, Melbourne và Perth. Tại đây, các học viên được tiếp cận thêm kiến thức sâu về các vấn đề bình đẳng giới đương đại và kỹ năng quản lý có sự nhạy cảm giới, những yếu tố then chốt giúp tăng tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và lồng ghép giới trong quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp. Chặng 3 của hành trình cũng là dịp để học viên mở rộng kết nối với đồng nghiệp và chuyên gia Australia. Các hoạt động tập huấn, tọa đàm và tham quan thực tế được thiết kế chuyên biệt với điểm đến là nhiều cơ quan chính phủ, trường đại học và tổ chức Australia. Khóa học Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo góp phần hiện thực hóa các cam kết hợp tác về giáo dục của Australia và Việt Nam, một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Để hoàn thành các mục tiêu của khóa học, các học viên sẽ trải qua 10 tháng tập huấn, học tập chuyên sâu ở cả Việt Nam và Australia. Các nội dung tiếp theo trong chương trình: Quảng Ninh, tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân than tử vong. Người thu nhập dưới 15 triệu đồng một tháng được mua nhà ở xã hội. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7 tại công ty than Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến 5 công nhân tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại lò chợ trống bằng giá thủy lực dạng khung thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại giai đoạn 1, công ty than Hòn Gai. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo các lực lượng triển khai ngay công tác cứu hộ. Đến 5 giờ 28 phút sáng nay, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Vụ tai nạn đã khiến 5 công nhân tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu là 100 triệu đồng một gia đình. Trong những năm gần đây, chất lượng đầu ra của các trường đại học luôn là câu chuyện nóng tại nhiều diễn đàn về kinh tế và giáo dục. Và vấn đề đặt ra là các trường đại học đã và đang làm gì để đảm bảo nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên. Ngày 28 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp tháng 7 năm 2024. Đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mỗi học viên, sinh viên, đánh dấu thời khắc mà họ sẽ chính thức gia nhập thị trường lao động, sẵn sàng đóng góp cho xã hội và nền kinh tế. Đối với nghiên cứu sinh thì tôi cho rằng một trong những cái kỹ năng vô cùng quan trọng đấy là kỹ năng nghiên cứu khoa học. Và hiện nay thì các nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc gia Hà Nội cũng đang được trang bị và quan tâm rất nhiều về kỹ năng này. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng trong những khóa đào tạo nghiên cứu sinh tiếp theo, nhà trường có thể tổ chức thường xuyên hơn những buổi giao lưu giữa nghiên cứu sinh và doanh nghiệp. Từ thực tiễn cho thấy, trách nhiệm của các nhà trường chính là việc đảm bảo chất lượng đầu ra của người học. Và điều này thì không thể chỉ nằm trên các tấm bằng cử nhân loại khá, loại giỏi hay xuất sắc. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn là con số biết nói, khẳng định chất lượng đào tạo có đáp ứng với nhu cầu của xã hội hay không. Số lượng tốt nghiệp đại học của Việt Nam là một số lượng lớn. Ngoài Việt Nam ra, chúng ta còn gửi nhiều sinh viên ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên là cái chất lượng mà của các em thì cũng cần phải chú ý
Đấy, bởi vì sau một thời gian các em làm được cái gì, các em hoàn thành được cái gì, nhiệm vụ gì của doanh nghiệp thì cái này có thể nói là chất lượng cũng vẫn còn chưa cao. Việt Nam hiện nay đứng trước rất nhiều các cái thách thức về con đường phát triển, đặc biệt là với các doanh nghiệp Việt Nam thì cần rất nhiều các cái lực lượng lao động mới mà có thể đáp ứng được về có thể là về chuyển đổi số rồi về cái sự dịch chuyển vân vân trong rất nhiều ngành lĩnh vực khác nhau, thì theo tôi sẽ cần có những sinh viên mà được trang bị một cách rất là bài bản và có thể thích nghi, có thể thay đổi được trong cái môi trường toàn cầu hiện nay. Và do đó thì chúng tôi rất là đau đáu với việc là thay đổi và sáng tạo, làm mới những cái chương trình đào tạo để làm sao sinh viên có thể được trang bị tốt nhất trước khi ra trường. Việc các trường đại học chú trọng đào tạo, siết chặt đầu ra không chỉ là trách nhiệm tự thân mà còn là trách nhiệm với người học và xã hội. Để nâng chất lượng đầu ra, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp là yêu cầu gần như bắt buộc hiện nay. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tuyển sinh đầu cấp theo tiêu chí ưu tiên gần nơi cư trú. Việc áp dụng tuyển sinh trực tuyến kết hợp bản đồ GIS được đánh giá là thuận lợi cho các cấp quản lý và địa phương. Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh học sinh còn băn khoăn lo lắng về kết quả phân bổ, chỗ học xa nhà chưa theo đúng tuyến. Lo lắng cho con em mình khi được phân bổ vào trường học cách xa nhà, chị Kim Yến ở quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh đã đến trường học nhờ tư vấn và được các thầy cô hướng dẫn thay đổi nguyện vọng và đăng ký tuyển sinh vào đợt 2 này. Dạ, lo lắng là bởi vì có một đứa em nó học trường kế bên, rồi nhà thì gần đây, mà tại hệ thống là phân tuyến ở xa cho nên mình thấy cũng khá là khó khăn như vậy. Nhưng mà may là khi mình đến với trường thì trường hỗ trợ rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ và cho mình thay đổi nguyện vọng để đúng tuyến. Việc đổi mới tiêu chí tuyển sinh đầu cấp của năm học này ở Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thuận lợi cho phụ huynh học sinh và các cấp quản lý. Tuy nhiên sẽ có trường hợp địa phương bị áp lực chỗ học, trường học quá tải. Lấy theo cái địa bàn nơi cư trú, nó sẽ xuất hiện cái tình trạng là tập trung quá đông tại một cái trường tiểu học trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng đã có dự kiến cái phương án này. Trước hết là nếu mà rơi vào cái tình trạng này, chúng tôi sẽ xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 về việc là xin mở chỉ tiêu. Thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cái phương án là hai cái phòng học để tiếp tục đón nhận các em. Việc áp dụng tuyển sinh đầu cấp này kết hợp với bản đồ GIS thì nó sẽ làm cho cái công tác tuyển sinh mình có hiệu quả hơn. Khi đăng ký như vậy thì phụ huynh chỉ chọn được một cái nơi đăng ký thôi, là về một cái quận duy nhất. Và việc mà đăng ký như vậy nó đã giúp tránh được cái tình trạng và đăng ký ảo ở nhiều quận huyện khác nhau. Có một số trường hợp thì do cái nhiều khi cái địa chỉ trên cái trực tuyến thì nó cũng có nhiều cái chỗ nó bị sai lệch, cho nên tôi cũng phải kết hợp với lại các bộ phận chuyên trách ở các phường để mà mình rà soát lại cho nó chính xác hơn. Việc áp dụng tuyển sinh đầu cấp theo tiêu chí mới kết hợp giữa trực tuyến và bản đồ GIS ở Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp giảm tình trạng nơi thừa nơi thiếu chỗ học. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế khi ứng dụng phương pháp này, nhưng bản đồ GIS vẫn thể hiện được tính công bằng, minh bạch trong kết quả tuyển sinh đầu cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và áp thấp nhiệt đới gây mưa to kéo dài, làm nước lũ rút chậm và vẫn ngập sâu, khiến nhiều hộ gia đình ở huyện Quốc Oai, Hà Nội phải sống trong cảnh ngập lụt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Những ngày gần đây, nước ngập sâu có khi lên đến ngang thắt lưng. Không ít gia đình ngập sâu vào tận nhà, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, việc đi lại càng khó khăn hơn. Suốt ngày phải mặc cái quần ủng này thì nó phải ướt này, rồi nấu cơm phải đứng trong thế này, nấu phải mặc quần này xong nó bưng lên giường ngồi chung chỗ để ăn. Lũ lụt này thì là được 4 hôm rồi mà như thế này là mực nước này là xuống hơn, còn những hôm trước lại còn cao hơn tầm độ 70 phân nữa. Đấy, dân đi lại thì nói chung là khó khăn, mà đã bị cô lập rồi, xóm này là bị cô lập rồi. Hiện nay trẻ em đi học là dùng bằng thuyền. Theo ghi nhận, vào hai ngày 27 và 28 tháng 7, nước có rút xuống chậm. Tuy nhiên, mưa lớn ngày hôm nay ngày 29 tháng 7 lại khiến cho nước tiếp tục dâng lên. Xung quanh vẫn là nước bao trùm, nên nhiều gia đình vẫn trong tình cảnh bì bõm. Khi vào cả nhà bếp thì đời là cũng gần đến nhà trời. Thóc lúa nó chảy hết rồi, tủ lạnh rồi thì máy giặt nó chảy lên đây hết. Vừa qua thì cái mức độ sông tích thì ở trên báo động 3.
đã gây toàn bộ tràn tuyến đê bao đồng vòng cây khế Yên Ngựa của xã Tuyên Nghĩa. Tổng diện tích thiệt hại mà không có khả năng khắc phục là trên 200 hectare. Nước tràn vào có những gia đình là có thể nước vào trong nhà chính, cũng có gia đình là nước ngập sân, ngập cọc. Đấy, về vấn đề con người thì không có xảy ra gì. Thế nhưng cái đi lại của một số hộ là 151 hộ bị ngập lũ thì cũng gặp những khó khăn nhất định. Theo dự báo, trong tuần này mưa tiếp tục diễn ra, chính quyền địa phương cần có giải pháp để hỗ trợ cho người dân bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt, tài sản, cũng như chuẩn bị các phương án phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.